Chào tất cả các anh chị và các bạn. Anh chị ơi, ngày hôm nay mình muốn báo tin vui về Tổng thống Donald Trump. Sức khỏe của ông đã đỡ rất là nhiều và ngày hôm nay ông đã rời bệnh viện về Nhà Trắng. Sau khi rời khỏi bệnh viện thì Tổng thống rất là vui và ông ta đã đăng cái tin này lên trên Facebook của ông ta và chỉ có mấy giờ đồng hồ thôi mà có rất 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 là nhiều người vào để chúc mừng cũng như là bình luận. Và cái số lượng người chia sẻ chóng mặt luôn. Đây là những gì Tổng thống đã viết trên trang Facebook cá nhân của mình. Tôi sẽ rời bệnh viện Walter Reed Medical Center ngày hôm nay lúc 6 giờ 30 chiều. Và tôi cảm thấy rất là tuyệt vời. Các bạn đừng sợ về COVID nhé. Đừng để COVID chế ngự cuộc sống của bạn. Chỉ có vài giờ thôi mà đã gần tới 1 triệu lượt view. Và cái lượng chia sẻ tới gần 100.000 lượt chia sẻ luôn các anh chị ơi. Chứng tỏ đó là nước Mỹ hiện tại đang ủng hộ Tổng thống rất rất là nhiều. Mọi người hy vọng là ông ta sẽ thắng cử và đắc cử lần này. Đây là hình ảnh của Tổng thống khi rời bệnh viện về nhà. Hình ảnh rất là dễ thương các anh chị ơi. Một cụ già hơn 70 tuổi, một vị Tổng thống, một vị lãnh tụ của đất nước Mỹ. Nhìn thấy cái cảnh ông nhìn ngược trở lại bệnh viện và nhìn tất cả những người đứng hai bên đường vẫy tay để mà chào ông đó. Mình nhìn thấy rưng rưng nước mắt luôn các anh chị ơi. Có rất là nhiều điều có thể là tất cả các anh chị và các bạn không biết về Tổng thống Donald Trump. Trước khi là Tổng thống của nước Mỹ thì ông ta là một cái tỷ phú lừng danh. Mặc dù giàu có ngất ngưỡng đến như vậy nhưng mà Tổng thống rất là bình dị nha các anh chị. Ông ta thích nhất là ăn fast food. Có nghĩa là ăn những cái thức ăn nào mà nhanh nhất. Chẳng hạn như là McDonald's, là gà chiên, là tất cả những cái thức ăn nào mà làm cho ông ta ăn nhanh và có thời gian để ông ta đi làm việc. Đối với Tổng thống thì cái thời gian đó để cho ông ta làm việc đó nó mới quan trọng, chứ không phải là thức ăn đối với ông là quan trọng. Mặc dù giàu như vậy nhưng mà ông ta không hề uống rượu bia nha các anh chị. Trước khi trở thành tổng thống của nước Mỹ thì ông ta có nói là nếu như khi nào nước Mỹ cần đến ông, khi nào ông cần làm cho nước Mỹ tốt hơn thì lúc đó ông sẽ ra ứng cử. Và đúng như lời ông ta nói, vì những lời đó ông ta đã nói lúc ông còn rất là trẻ. Và cách đây 4 năm ông ta nói là nước Mỹ đang cần tới ông. Nước Mỹ đang cần phát triển một cách khác hơn. Cho nên đó là thời gian ông ta ra để mà ứng cử. Và đương nhiên là ông đã trở thành đương kim tổng thống của nước Mỹ hiện tại. Và một điều đáng nể nữa đó là ông ta làm việc với cương vị là tổng thống nhưng không hề lấy lương nha. À mà có chứ. Ông lấy 1 đô cho 1 năm. Duy nhất chỉ 1 đô cho 1 năm nha các anh chị. Và con gái cũng như con rể của tổng thống cũng rất 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 là giỏi, đã giúp cho ông rất rất là nhiều. Nhưng mà cả hai người con của ông cũng không hề nhận lương nha. Có nhiều người nói là ô, ổng là tỷ phú, ổng giàu rồi thì ổng đâu có cần tiền làm gì nữa. Cái đó không đúng đâu các anh chị. Có nhiều người, người ta càng giàu người ta càng tham, người ta muốn có nhiều hơn. Người có 99 đô thì muốn lấy thêm 1 đô nữa thành 100. Người có 1 tỷ thì muốn có thêm để thành 2 tỷ. Chứ đâu ai mà muốn cái tiền của mình hao hụt bao giờ, đúng không? Nhưng mà tổng thống thì khác. Với lại ông giàu có thì danh tiếng của ông đã lẫy lừng từ trước tới giờ rồi. Ông không cần phải làm tổng thống thì cũng cả thế giới biết tới ông. Nhưng mà ông lại quyết định
ra tranh cử để làm tổng thống. Ông nói là ông muốn làm cho nước Mỹ Và đổi khác. ông thực tế Và là lấy đúng như tiền lời của chính ông trong nói, túi của từ ông lúc ra mà để mà tổng thống mua lên cái làm thứ đó, chứ không tổng thống phải tới là bây lấy giờ tiền từ thì nước bất Mỹ cứ đã cái thay quỹ đổi nào của rất chính là phủ Mỹ tốt. hết á. Đó là lý Rất do tại là dễ sao mà thương. mọi người mới ủng hộ ông đến như vậy. Nói tóm lại, ngày hôm nay mình muốn báo cho tất cả các anh chị và các bạn là tình hình của tổng thống đã tốt hơn. Ông đã rời bệnh viện về Nhà Trắng để mà trị tại gia. Và ông ta nói đó là khi mà mình hết bệnh thì mình sẽ lên để chia sẻ cái kinh nghiệm, cái cảm giác là đã trải qua từng ngày đối với COVID là như thế nào để cho mọi người đừng có sợ hãi. Đó là những gì tổng thống nói. Một lần nữa mình xin cầu nguyện cho tổng thống cũng như là phu nhân được mau lành bệnh trong cái trận dịch COVID này, và mình cũng cầu mong tất cả mọi người trên toàn thế giới này cũng sẽ không có mắc phải bệnh COVID. Nếu như ai đã lỡ mắc phải thì cũng sẽ bình phục rất là nhanh. Và cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã gửi lời cầu nguyện của tất cả các anh chị và các bạn đến Tổng thống Donald Trump của nước Mỹ của mình nhé. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn rất 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 là nhiều. Cầu trời Phật phù hộ cho tất cả các anh chị và các bạn, người nào mà đã gửi lời cầu chúc sức khỏe cho Tổng thống cũng như là tất cả mọi người trên toàn thế giới. Anh chị xin được kính chào tất cả các chị và các bạn. Anh chị ơi, ngày hôm nay mình lại trở lại một lần nữa để nhắc nhở cho tất cả các chị và các bạn. Nếu như anh chị nào muốn mua cái căn nhà mơ ước của mình trong năm tới thì đây là thời điểm mình phải biết được là cái income mình bao nhiêu thì đủ trước khi mình khai thuế. Ngân hàng của SG chỉ cần có 5% down và 1 năm khai thuế là qualify cho cái loan rồi. Nếu như anh chị nào có con em vừa mới tốt nghiệp đại học hoặc là cao đẳng muốn mua cái căn nhà mơ ước của mình liền thì ngân hàng của NG chỉ cần các em có 1 tháng có công ăn việc làm mà thôi. Còn nếu như anh chị không có khả năng chứng minh giấy khai thuế thì mình cũng có cái chương trình loan không cần chứng minh giấy khai thuế vẫn mua được cái căn nhà mơ ước của mình. Bên cạnh đó, anh chị cũng sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh chị và các bạn cái cách để chuẩn bị tiền trong ngân hàng cũng như là chuẩn bị điểm tín dụng sao cho phù hợp. Nếu như anh chị nào có ý định muốn mua nhà hay là refinance căn nhà của mình trong năm tới, xin đừng ngần ngại hãy gọi cho Angie nha. Một lần nữa, Angie xin chúc tất cả các anh chị và các bạn một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và luôn luôn lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye. Anh chị ơi, Angie làm việc cho ngân hàng chuyên cho mượn tiền mua nhà và các cơ sở thương mại ở Mỹ. Nếu như anh chị nào muốn biết mình cần bao nhiêu income thì đủ hay là tiền lời bao nhiêu để refinance căn nhà của mình, xin đừng ngần ngại hãy gọi cho Angie nhé.